một, một hai gậy, ba gậy, ba gậy, lớn, lớn, hai trứng nữa, không đâu, hai trứng rồi không trứng đâu, đậm luôn, đây ba gậy, đây ba trứng hả? Không trứng rồi. Gậy. Gậy nữa, sao nay gậy với trứng luôn vậy? Trời ơi, vậy phải bây giờ 200 triệu luôn trời. Một hàng 200 triệu luôn đó nè, ghê. Chơi cho mình sút chứ, chán lúc. Mấy, 5 mấy, 5 7 luôn hả? 5 7. Đây trúng thêm 20 có coi. 50 ngàn. Trời ơi, nó tới số 7 rồi, số 5 rồi cho ăn nổi nó 4, 5, 7. Gậy. Trời ơi, còn gậy trứng cả nhà ơi. 2. Gậy. Ủa cả nhà. Chúng biểu tượng gì không? Biểu tượng. Trời ơi, chúng được cái biểu tượng nữa nghe cả nhà. Vậy cũng được rồi cả nhà ơi, đây. Hai cái ly. Ai cúp nghe cả nhà. Ê, hai cúp đây. Tiếp tục nghe cả nhà. Trứng. Trứng nữa. Gậy. Gậy nữa. 5-7. Thua. 5-7 thua. 2. 1. 5. Gậy. Trời sao gãy quay ý. 3-5. 3-5. Trứng. Trứng nha. Trời trứng trời. Nó gầy mình trứng. Trúng đó. Rồi chờ cả nhà. Tờ thứ tư. Trúng được 2 tờ. Chờ 2 tờ cả nhà. 5. 3. 4. 3-5. 3-5. 2-3. 2-3. 2-4. 2-4. Thì kỳ không? Cho số mình lớn mà cho số nó lớn mà. Nó con kề gậy 5-7. 5-7. 0-2. Không lấy trứng nữa. Rồi trứng nữa. 0-1. Trời kỳ. Trời trứng ăn xỉu luôn. Không có biểu tượng luôn. Trời thứ 5 chật cả nhà. Chơi kỳ cả nhà. Chơi kiểu này chắc đi lên núi ở cả nhà. Gậy. Gậy. 37. 37. 01. 01. Cả nhà cho xin like với subscribe miễn phí nha cả nhà. Đăng ký kênh miễn phí. 24. Rồi mình có động lực làm tiếp những video không cả nhà. Phù 05. Mốt chắc kiếm gì quay cho cả nhà. Coi 12. Hay hơn quá. Tờ số rồi chắc cả nhà cũng chán. Chúng mình nữa không? Không có gì hết. Tờ thứ 6 chặt nha cả nhà. Rồi 6 tờ là chặt rồi nha, trúng được 2 tờ 20k thôi. Chà, chưa lớn quá. 27. Trứng 05. 05 chơi kỳ. 01 nữa. Trứng nữa. 4, 6, chỗ nó số lớn không? 2, 4. 1, 6. Không, mình toàn gãy trứng gãy nữa. 1, 2. Chơi chi hết. Chơi nó phủ hơn chắc luôn. Rồi xong luôn. Tờ thứ 7. 2 3 5 gậy. Gậy tiếp tục gậy cả nhà. Gậy. Rồi bữa nay gậy trong mình. Gậy. Ba cái gậy đúng không? Cái kỳ vậy. Gậy đúng như vậy. Nó thành thằng mày à, thành thức à. Đã có bổng à. Trứng. Trứng nó gậy rồi tới trứng. 2. Trời kỳ quá cả nhà. Gậy. Gậy nữa. Mua cô gái đẹp bây giờ. Cái gậy cái trứng sao thẳng nổi.
Đúng gì không? Rồi chặt cái hai. Chặt luôn. Rồi thứ 8 rồi cả nhà. Đây lần có 20 à? Mới lần được 20 à. Trứng. Trứng nữa. Trứng nữa. Trứng. Ôi trời kỳ vậy. 3 trứng luôn hả? Ừ. Trời cũng nặng thiệt nha. Gậy. Trứng rồi tới gậy. Gậy. Không có cả nhà ơi. Không có cái động lực nào tình vui hết á. Đó, biểu tượng rồi, nó không có gì luôn. Nhà cái chơi chị múc ai chơi nó nữa. Rồi cuối cùng. Rồi cuối cùng có vớt được cái gì không? 2, 1, 4. Gậy. Lại gậy, lại trứng nữa nè. Gậy. Gậy nữa hả? Đừng nói trứng nữa nha. Trứng nữa chơi luôn á. Rồi, trứng luôn. Chơi kỳ. 3, 7, 4. Gậy. Gậy nữa, nay còn gậy với trứng không? Gậy. Gậy nữa. Gậy. Ôi trời. Để mua tờ kỳ vậy. Ai biết kiểu hay sao chơi được. Rồi chặt luôn. Rồi không luôn. Rồi kết thúc video. 28 luôn. 28 cả nhà ơi. Thảm thương. Rồi chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Thấy hay cho mình một like và một subscribe. Hù quá cả nhà ơi. Để động viên mình nha cả nhà. Rồi xin tạm biệt cả nhà nha. Bye.